Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh 2D Tộc Anime, nơi tôi review giới thiệu tới các em những vùng đất, thế giới manga, anime, light novel đặc sắc và thú vị. Theo như các anh em đã biết thì tính đến hiện tại, các bộ truyện về đề tài dị giới và chuyển sinh thì phải gọi là trôi lên như măng mọc sau mưa. Nó quá lên thì có khi phấn đấu vài năm sau, có khi mỗi mét vuông đất sẽ có một người cầm được tấm vé chuyển sinh. Nó phải gọi là nhiều vô số kể. Nếu anh em đã quá quen thuộc với những bộ isekai có nam chính chuyển sinh, có một cuộc sống mới cùng dàn harem trải qua các cuộc chiến sinh tử để bước đến đỉnh cao nhân sinh, thì tại sao lại không thử trải nghiệm một bộ isekai mới mẻ và kích thích hơn khi mà men chuyển sinh không phải là con người mà là một con quái vật? Vậy là sau 7749 chuyện chuyển sinh với nhiều hình dáng khác nhau, từ chuyển sinh thành một con slime dẻo quẹo cute phô mai que đến chuyển sinh thành kiếm, thậm chí là chuyển sinh thành máy bán nước tự động, thì cuối cùng cũng có một bộ truyện cho Goblin thành nhân vật chính, hồi sinh thành quái vật, Remaster chính là bộ truyện mà tôi đang nhắc đến. Vậy thì bộ truyện này có gì thú vị? Các anh em đã sẵn sàng bước vào thế giới độc đáo của loài Goblin da xanh xưa? Hãy đồng hành cùng 2D Tộc Anime trong video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu nhé! Xin anh em ít phút quảng cáo, team 2D Tộc có shop bán những phụ kiện như poster, móc khóa, standee, khung ảnh chất liệu mica kính rồi nhựa đủ các loại to nhỏ phục vụ anh em và còn nhiều mặt hàng hay ho khác liên quan tới anime game waifu đợi anh em vào shop khám phá. Tất cả đều có dịch vụ in theo yêu cầu để anh em có thể tha hồ lựa chọn những hình mình thích. Anh em rảnh ghé qua shop để ủng hộ nha. Link shop tôi có để dưới mô tả video cho anh em rồi nha. Hoặc anh em có thể vào Shopee, TikTok shop Lazada rồi tìm 2D Tộc shop Lazada nha. Cảm ơn anh em. Giới thiệu về Remaster. Remaster hay được các anh em ở cộng đồng Weibo Việt viết đến với cái tên Hồi sinh thành quái vật, vốn là tiểu thuyết mạng được viết bởi Kanekiru Kogitsune, sau đó được chuyển thể thành light novel và càng nổi tiếng hơn nữa khi được chuyển thể thành manga dưới sự minh họa của Kobayakawa Haruyoshi. Không những được yêu ái chuyển thể thành manga, mà Remaster còn được chuyển thể thành tựa game nhập vai kết hợp thu thập thẻ bài, cũng được cộng đồng vô số các anh em game thủ đón nhận. Không chỉ dừng lại ở đó, anime Remaster cũng đã được lên sóng vào đầu tháng 4 vừa rồi. Với việc được chuyển thể nhiều như vậy, từ manga, anime rồi lại còn đá chéo sân sang cả mảng game, đủ để các anh em hiểu được bộ này nó đặc sắc đến mức nào rồi chứ nhỉ? Tóm tắt qua về nội dung bộ truyện. Chuyện kể rằng, ngày nào và khoảng thời gian hay không gian nào tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết đó là thời điểm mà cuộc sống của anh chàng main Tomokui Kanata có xuất hiện những cường hóa nhân, nói cho dễ hiểu thì đây kiểu như dị năng giả đấy. Mà bản thân anh ta cũng là một người sở hữu cho mình những năng lực bá đạo, nhưng từ cuộc sống vẫn sẽ êm đềm trôi qua, Kanata vẫn sẽ là một nhân viên, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ lại nhậu nhẹt rượu chè cùng các đồng nghiệp. Nhưng không, anh chàng main của chúng ta lại quen biết với một cô em gái stalker, Kirimine Aoi, thế mới có chuyện để xảy ra. Sau khi bế một cô nàng đồng nghiệp về nhà mình sau buổi nhậu nhẹt rượu chè be bét, Kanata đang trên đường trở về nhà từ quán tạp hóa mua ít đồ để nhậu tăng hai. Aoi bước ra từ bóng tối, rũ bỏ vẻ vui tươi năng động hàng ngày mà rút lấy con dao đâm thẳng vào bụng anh. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như đó chỉ là con dao bình thường. Là một dị năng giả thì Kanata chỉ cần chữa trị sơ qua là xong, thậm chí sẽ còn chẳng để lại sẹo. Nhưng mà đời đâu ai được chữ ngờ, con dao đó lại sở hữu dòng điện cực mạnh, có khi phải ngang ngửa với sấm sét. Mỗi một cú đâm lại là một lần sốc điện, anh chàng men không kịp ú ớ gì mà ngùm cú tỏi ngay tức khắc. Bản thân anh ta cũng được yêu ái cầm ngay tấm vé chuyển sinh thành một con goblin lùn tẹt, xanh lét lại còn chọc cả đầu, đứng kiểu khóc không ra nước mắt luôn. Thế nhưng vẫn còn may, ông trời không lấy hết của ai cái gì, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, cửa sổ hay là lỗ thông gió gì thì không biết, chỉ biết rằng anh vẫn giữ cho mình được năng lực hấp thụ. Ăn gì bổ nấy, cứ ăn bất cứ một thứ gì anh sẽ nhận được năng lực của chủ thể. Và thế là với năng lực bá đạo của mình dưới cái tên mới là Goburo, anh nhanh chóng vươn lên dẫn đầu cộng đồng yêu tình, mở rộng địa bàn và sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này. Đánh giá về Remaster. Về nội dung, công bằng mà nói thì thế giới của các bộ truyện isekai phải gói gọn trong mấy từ, không có lạ đời nhất, chỉ có lạ lời hơn. Chỉ có chúng ta không nghĩ ra, chứ chuyện éo gì cũng có thể xảy ra được. Chuyện với mô típ bình thường lại kêu chán, còn độc lạ một tí thì lại bị bàn tán là khó thế cũng nghĩ ra. Thế giới isekai lại càng lạ lùng hơn nữa khi các nhân vật isekai đều chuyển sinh thành thứ rời ơi đất hỡi, đưa các anh em ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyển sinh thành kiếm, không xưa rồi. Chuyển sinh thành nhện, không cũng xưa lắm rồi. Còn máy bán hàng thì sao, cũng có rồi. Và giờ đây Remaster lựa chọn Goblin để phát triển nội dung của mình. Đúng rồi, cái con Goblin xanh xanh lít nha lít nhít nhiều vô số kể như trong Goblin Slayer ấy. Đúng chuẩn không sai đâu. Remaster có nội dung tập trung vào hành trình leo rank của nhân vật chính sau chuyển sinh từ một con Goblin da xanh yếu đuối với cái tên mới Goburo, mang theo hào quang nhân vật chính. Trí thông minh tuyệt đỉnh. Goburo đã sử dụng trí thông minh của loài người và năng lực đặc biệt của mình để sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này. Mỗi ngày trôi qua, hắn đi săn các con thú trong rừng như thỏ một sừng, rắn đêm, rơi bảy màu hay thậm chí là quái thú mặt lợn, giống loài dạng như Goblin và Orc, sử dụng năng lực hút cái gì được hưởng năng lực của chủ thể để gia tăng sức mạnh. Sau khi ăn uống đủ thứ và có sự nổi tiếng nhất định trong cộng đồng của mình, Goburo đã huấn luyện một đám Goblin yếu đuối, thu nhận chúng vào nhóm, tiến dần đến mong muốn về cộng đồng Goblin có trật tự, chất lượng hơn số lượng. Có thể thấy rằng mặc dù cũng là bộ truyện thuộc thể loại isekai, đều là chuyển sinh đến thế giới mới để làm lại cuộc đời, nhưng mà nội dung của nó cũng có nét đặc biệt để gây ấn tượng cho người đọc. Càng về sau thì các anh em chúng ta càng cảm thấy rằng chuyện không chỉ đơn giản là hành trình leo rank từ con quái vật yếu ớt đến kẻ mang sức mạnh hủy diệt của nhân vật chính, mà nó giống như đang miêu tả về một trò chơi tương tự như game nhập vai,
mà nhân vật chính của chúng ta đang vào vai một con goblin với các mục tiêu và nhiệm vụ, phần thưởng như thăng cấp, leo rank, đánh quái, nhảy map. Điển hình như việc mỗi lần Goburo thu thập được một vật phẩm hay có thêm một kỹ năng nào đó thì sẽ có giọng nói vang lên trong đầu để thông báo, rồi đến việc anh chàng main có thể nhìn được cấp độ của bản thân hoặc là cấp độ của những con goblin xung quanh anh, vân vân và mây mây. Chính điều đó đã tạo nên nét đặc sắc riêng biệt của Remaster mà các anh em khó có thể tìm thấy được ở các bộ Isekai khác. Về nhân vật, Tinh thành quái vật Remaster, ngoài việc thu hút ở nội dung thì nhân vật cũng là một điểm cộng rất lớn. Remaster đã xây dựng được một nhân vật chính mang những điểm độc đáo và mới lạ. Đầu tiên là thân phận của anh khi còn ở thế giới cũ là một dị năng giả vô cùng mạnh mẽ. Hầu như các bộ truyện Isekai có nhân vật chuyển sinh đều là những người bình thường vì tai nạn như dao đâm hay là xe tông mà đăng nhập sang thế giới mới. Nhưng Remaster lại lựa chọn bối cảnh mà con người sở hữu siêu năng lực, và anh Main cũng không phải là ngoại lệ. Ừ thì Main cũng đi gặp các cụ vì bị đâm, nhưng nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Bản thân anh chàng cũng tự nhận mình là nhân vật có tiếng, có miếng, đã từng nhắm thịt của hàng tá các sinh vật hủy diệt, đương đương sở hữu hàng loạt các năng lực vô đối, thế nhưng lại bị em gái Stalker chọc tiết bằng một dao, chết không kịp ngáp. Anh có năng lực bá con mẹ nó đạo đến đâu thì cũng gục ngã trước mấy em gái mà thôi. Và sau cái chết mà tôi cảm nhận là hơi xàm thì Kanata đã được tái sinh thành một con goblin. Chắc anh em cũng không còn xa lạ gì với sinh vật này, và lẽ đương nhiên rồi, đẹp được mới lạ. Thế nhưng các cụ có câu, cái nết đánh chết cái đẹp, còn cái đẹp của Main sẽ từ từ được cải thiện khi anh tiến hóa. Kanata, hay bây giờ chính là Goburo, đã gây ấn tượng bởi trí thông minh, cách diễn giải và giải quyết vấn đề một cách nhân hậu trong ngoặc kép. Hiểu thế nào thì còn tùy các anh em. Một minh chứng rõ nhất đó là việc anh tỏ ra thương tiếc với những cô gái bị goblin bắt về làm nô lệ. Tỷ lệ goblin giống cái rất thấp nên các goblin được toàn bắt những cô gái loài người về ABCXYZ để tạo ra thế hệ sau. Vì thế khi trông thấy gương mặt tuyệt vọng của các cô gái bị trở thành nô lệ tình dục, anh đã có một quyết định là đưa cho họ một lọ thuốc độc để kết thúc mạng sống. Đồng thời anh cũng hạn chế đồng loại của mình chém các cô gái mà không có sự đồng ý của họ. Nếu vi phạm thì sẽ bay ác không nói nhiều. Còn riêng bản thân Main, vì mục đích cao cả là hiểu rõ hơn về cơ chế sinh lý của yêu tinh, nên anh tự nguyện lấy bản thân ra làm thí nghiệm nguy hiểm này. Húp luôn không nói nhiều. Các anh em nghĩ sao về trường hợp này? Nhớ comment bên dưới cho tôi biết nhé. Đã là nhân vật chính thì sức mạnh của Main chắc chắn sẽ không thể nào bình thường được rồi. Chắc hẳn anh em khi đọc truyện đều sẽ ấn tượng với khả năng ăn tạp để thăng cấp có 102 vô cùng kỳ dị của Goburo. Có thể thấy rằng vì tái sinh thành goblin không phải con người mà bản thân cũng bị reset toàn bộ dị năng, thế nên nhiều lúc anh chàng cũng không mấy đề cao chính nghĩa mà hoàn toàn vì mục đích sinh tồn và trở thành bá chủ trong một thế giới khắc nghiệt. Như việc anh hoàn toàn thờ ơ khi thấy cảnh con người giết hại yêu tình, hay như việc anh tra tấn con người dã man khi xét xử, việc không bỏ qua bất kỳ một vật phẩm nào dù chỉ nhỏ nhất, từ sừng thỏ rơi bảy màu rồi đến các quái vật mạnh hơn như đại bàng Phalanx, đại bàng chết, ong gấu, rock golem cũng đều được Goburo hấp thụ, dẫn đến việc anh ngày càng trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng sở hữu được vô số kỹ năng khác. Hơn nữa, cùng sự giúp lỡ của trưởng lão Goburo, người sở hữu một kho kinh nghiệm vô cùng lớn, đưa ra giải pháp mỗi khi anh có thắc mắc, Goburo mạnh hơn là điều dễ hiểu. Thậm chí Goburo còn có thể tiến hóa thành Hobgoblin khi mới chỉ được sinh ra chưa được bao lâu, dưới sự ngạc nhiên ngơ ngác của trưởng lão. 13 ngày trở thành Hobgoblin, hơn 1 tháng trở thành Orc và mất hơn 100 ngày để trở thành Apostolos, đủ để thấy được sức mạnh của mình bá đạo đến nhường nào. Bên cạnh nhân vật chính Goburo, những nhân vật đồng hành cùng anh từ lúc anh mới chân ướt chân ráo mở mắt nhìn đời đi kiếm tìm lương thực cũng là một điểm nhấn thú vị. Đồng hành với Goburo là huynh đệ ruột thịt to xác Gobukichi, nhìn lù đù nhưng sở hữu sức mạnh ngầu như trái bầu, nữ yêu tình Gobumi và Gobue, đặc biệt là trưởng lão Goboji. Trông mong em nhưng lúc nào tinh thần cũng sung mãn. Ông cũng là người nói cho Goburo biết nhiều hơn về nhiều điều và làm anh chàng mền của chúng ta cạn lời khi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc thịt con gái nhà người ta. Về hình ảnh, điểm làm nên sự đặc sắc của Remaster ngoài nội dung cũng như dàn nhân vật thì yếu tố về hình ảnh cũng gây được ấn tượng cho người đọc. Tác giả đã xây dựng lên một thế giới với nhiều sinh vật và đầy màu sắc khác nhau, từ cộng đồng goblin đến các tộc elf, rồi các sinh vật sinh sống khác ở trong rừng. Mỗi một loài đều được khắc họa sinh động và tỉ mỉ. Các level rank up của goblin cũng được tác giả thể hiện rõ ràng, từ khi còn là một con goblin non xanh lét, bé tí rồi tiến hóa lên thành hobgoblin, rồi lên orc, vân vân và mây mây. Không như vậy, các cảnh chiến đấu cũng được miêu tả kỹ càng, hứa hẹn sẽ không làm các anh em thất vọng. Bên cạnh đó, anh chàng main của chúng ta còn có dàn harem đủ thể loại cơ mà, thế nên các anh em chúng ta cũng nên hy vọng chút chứ nhỉ. Video trên đây là tất cả những quan điểm và cảm nhận của tôi về bộ truyện Remaster hồi sinh thành quái vật. Vì đây chỉ là cảm quan cá nhân của riêng tôi nên nếu các anh em có ý kiến gì bổ sung thì nhớ comment ở bên dưới video cho tôi biết nhé. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người lại có một ý mà. Còn nếu thấy hay thì đừng ngại ngần gì, hãy mạnh dạn lên và cho 2D tập anime một like, một đăng ký kênh để cho cộng đồng 2D tập ngày càng phát triển thêm nữa nha. Và cuối cùng thì cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng tôi trong suốt video của ngày hôm nay. Chúc anh em một ngày làm việc, học tập cũng như leo rank hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video kế tiếp. Bye bye.